Sáng nay ngày 16 tháng 6, các mũi trinh sát thuộc Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội C45 và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 thuộc Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo lớn chuyên bán hàng qua mạng. Theo thông tin ban đầu, với thủ đoạn tinh vi, băng nhóm tội phạm công nghệ cao này đã lừa được nhiều nạn nhân trên cả nước bằng hình thức giao bán hàng trên mạng với giá rẻ. Những đối tượng này yêu cầu khách hàng trả trước số tiền từ 50 đến 70%, sau đó chúng tạo ra các hóa đơn đã chuyển hàng để buộc nạn nhân giao hết số tiền còn lại. Mặt hàng chủ yếu là đồ điện tử, ngoài ra băng nhóm này còn giao làm bằng cấp sổ đỏ Chúng sử dụng chứng minh thư nhân dân lượm được hoặc là mua được để mở tài khoản rồi yêu cầu nạn nhân chuyển vào có tài khoản số dư lên đến hàng tỷ đồng. Theo cơ quan công an, đây đều là những đối tượng ăn chơi lang thang, đa phần khá về trình độ tin học và đã có quá trình lừa đảo qua một thời gian dài. Tôi còn nhớ khoảng nhiều năm trước khoảng đâu đó chục năm về trước thì cái tình trạng lừa đảo mua hàng trúng thưởng bóc dầu gội đầu hay những sản phẩm gì đó thì đều trúng thưởng và chúng ta sẽ được năm ba hộp sau đó nhưng lại phải nộp cho họ một số tiền thì diễn ra khá phổ biến nhưng khi đó thì chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn và tôi cũng đã được chứng kiến rồi nhưng với tình trạng mà lừa đảo mà sử dụng công nghệ cao như thế này với việc là với những cái người mà mua sắm qua mạng thì có lẽ nó sẽ xảy ra nhiều hơn ở các đô thị mà nơi cái điều kiện về kỹ thuật chúng ta phát triển và hiện tại thì chỉ cần với một chiếc máy tính có một cái thẻ có thể thanh toán qua mạng là chúng ta hoàn toàn có thể mua sắm những cái vật dụng qua mạng rất là dễ dàng dù nó những cái hàng hóa đó ở nước ngoài hay là tại Việt Nam nhưng cũng đồng nghĩa là chúng ta khi đó là chúng ta đang phải đối mặt với một nguy cơ là chúng ta hoặc là mất rút cấp các thông tin cá nhân hoặc là bị lừa đảo như uh, một cái đường dây này vừa thực hiện với rất nhiều nạn nhân của mình. Vâng, thậm chí là có thể chúng ta không cần đến một cái máy tính hay là máy uh, tính bảng gì đó mà chúng ta chỉ cần một cái điện thoại uh, smartphone ở trên tay có kết nối internet là chúng ta lại có thể à uh, thực hiện những cái giao dịch uh, thông qua mạng internet rồi. Uh, tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải lưu ý là khi mà uh, thực hiện những cái việc uh, mua bán qua mạng này thì cần phải lưu ý là uh, tránh việc uh, đi đến nơi giao dịch một mình. Chúng ta có thể đi với một hai người thân hoặc là với những cái thông tin về số điện thoại hay là địa điểm của người bán hàng thì quý vị cần phải lưu ý thật kỹ và phải thực sự tin tưởng thì mới có thể là trao đổi và mua bán qua mạng như thế này. Bởi vì nếu không thì sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những nguy hiểm cho bản thân.